Nga đánh giáp, quây chặt lính Ukraine tại New York. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm nhiều vùng. Cụ thể, lực lượng tác chiến của Nga ở phía Bắc đã tấn công 4 lữ đoàn, gây thương vong cho hơn 280 binh sĩ Ukraine ở Kharkov. Trong khi đó, nhóm tác chiến phía Tây đã gây thương vong cho 535 binh sĩ, đẩy lùi 7 lữ đoàn Ukraine tại mặt trận, đồng thời chiếm được thêm nhiều căn cứ quân sự mới. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga gây thương vong cho 125 lính Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài của Ukraine, đồng thời phá hủy trạm tác chiến điện tử. Cùng thời điểm này, lực lượng Nga đang tích cực tấn công New York và bao vây đối phương ở bãi thải tại Zeleny. Lực lượng Ukraine ở khu vực này không thể chống cự, cũng không thể rút lui. Ngoài ra, phía Nga còn phá hủy loạt khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua, gồm xe tăng, pháo M-198, pháo M-777, pháo L-119, pháo Mustabe, pháo D-20, D-30, các kho đạn dược dã chiến.